Tôi đang ngẩng đầu lên và tôi hãnh diện. Tôi là người Việt Nam và tôi hãnh diện vì chính phủ Việt Nam đã tổ chức cho thành công APEC. Nào là tổng thủ tướng mới nhất của Canada là Justin Trudeau. Rồi tới thủ tướng Abe, rồi tới thủ tướng Đại Hàn, rồi tới Tổng thống Putin, rồi Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Philippines, bao nhiêu người là lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia, chưa kể là các đại diện ngoại, các bộ trưởng bộ ngoại giao của 21 nước. Họ tới Việt Nam. Và tại sao người Việt Nam ùa ra đường để đón Tổng thống Donald Trump nhiều hơn bất cứ một lãnh đạo nào, kể cả Thủ tướng Putin, Tổng thống Putin. Tổng thống Putin là một người bạn rất là thân thiết với Việt Nam. Nước Nga là nước đã giúp cho Việt Nam rất nhiều. Quý vị về Việt Nam ra Hòa Bình, quý vị nhìn thấy cái đập Hòa Bình, quý vị sẽ thấy người Nga họ đã chết ở trong cái đập Hòa Bình đó, bởi vì cái hầm nó sụp, mấy kỹ sư Nga đã chết. Và người Nga họ không lấy một đồng nào sau khi mà xây dựng xong cái đập Hòa Bình. Và nhờ cái đập Hòa Bình đó, đó mình đã cứu vãn được biết bao nhiêu, biết đã làm ra được, tạo ra biết bao nhiêu cái điều kiện và sinh sống kinh tế cho đất nước. Nhưng mà tại sao chúng ta quý ông Trump? Mà người Việt Nam là cư ngụ Việt Nam ở bên Mỹ đấy, phải biết ông Trump ông là tổng thống của mình, không phải tổng thống của người Việt Nam. Mà người ta hiếu khách như vậy, mà mình thì lại xuyên tạc cái chuyến đi của ông, yêu cầu ông phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Mà thí dụ ông Trump ông phải làm như vậy, quý vị được cái gì không? Thì thỏa mãn cái tự ái của mình. Để họp báo Tổng thống Donald Trump đã làm như này với nhà nước Việt Nam, rồi sau đó tan hàng về nhà, buổi tối lại cố gắng, rồi ngày hôm sau lại dậy, ngủ dậy lại vẫn trách ô đi làm. Có được cái gì không? Có giải thể được Cộng sản không? Đảng Cộng sản có tan vỡ không? À, uống chi đây, người ta tới người ta không thèm nói một tiếng nào. Ông Trump muốn vứt cái lá thư của quý vị vào sọt rác. Ông nói với tụi bay ngu như bò á. Tụi bay không biết đặt quyền lợi của đất nước lên hàng đầu. Tụi bay là người Việt Nam, tụi bay không yêu nước Việt Nam thì đừng có bắt tao là người Mỹ, tao phải yêu nước Việt Nam của tụi bay. Còn tao đi là vấn đề ngoại giao và vấn đề kinh tế, mang tiền về cho đất nước của tao. Được bắt tao phải làm như vậy. Ông nguyên phó thủ tướng Đức, ông tới Việt Nam tham dự hội nghị APEC. Ông là một trong ba người khách được mời lên diễn đàn ngày 6 tháng 11, tức là ngày khai mạc của đại hội APEC. Ông Philip Roessler, ông nói rằng tôi rất sung sướng và hãnh diện được trở về cái đất nước mà tôi là người Việt Nam. Và tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã có nhã ý mời tôi ngồi ở trong cái buổi hội luận này để nói lên cái tâm tư và cái nguyện vọng của chúng tôi. Chúng ta cần phải phát triển song hành tất cả các quốc gia ở trong cái APEC này. Để làm cái gì? Để phát triển kinh tế đất nước, mang lại đời sống, nâng cao cuộc sống của tất cả người dân trong cái thành phần APEC của chúng ta. Tôi yêu nước Việt Nam bởi vì tôi là người Việt Nam. Một người 12 tuổi đã đi ra khỏi Việt Nam. Bây giờ họ vẫn còn nhớ về cái cội nguồn của họ. Tại sao những người hải ngoại đi ra khỏi Việt Nam lúc 30 tuổi, 25 tuổi mà không chịu nhớ về cái cội nguồn
của đất nước của mình. Ông Philip Roessler nói rằng tôi yêu Việt Nam và tôi tin chắc rằng những cái người trẻ Việt Nam trong tương lai, cái thế hệ sắp sửa tới đây là những người sẽ kiến thiết, xây dựng và phát triển cho Việt Nam. Và tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất ở trong Á Châu, không kém gì người Nhật, Singapore. Và trong một cái buổi phỏng vấn rất ngắn, một đại diện Singapore thì tôi chúc mừng ông á, Singapore là một cái quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi yêu cái sạch sẽ của đất nước Singapore, còn sạch hơn cả người Nhật nữa. Và Singapore đúng là một con rồng của Á Châu. Quý vị thấy trong video đấy, tôi đưa lên live stream đấy, ông trả lời Việt Nam của ông cũng vậy. Cái người ngoại quốc họ khen mình như vậy, trong khi mình lại đi chế đất nước của mình. Thế là cái gì? Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Một cái thằng homeless ở bên Mỹ nó dẫn con chó đi, con chó lúc nào cũng nghe lời nó. Chủ nó đói nằm trên hừ, nó liếm vào mặt. Tôi đi qua tôi cho 5 đô la. Tôi bảo tao cho mày 5 đô la này để mua thức ăn cho con chó nhé. Không phải cho mày đâu. Thank you very much sir. Cảm ơn ông nhiều lắm. Mình thương cái con chó nó như vậy, nó còn có nghĩa, nó còn biết ai là chủ, trong khi đất nước của mình chối bỏ. Tại sao tôi khóc ở trên đền Kinh Dương Vương? Tại vì nó là tổ của chúng ta. Kinh Dương Vương là bố của Lạc Long Quân, tên thật là Sùng Lãm. Bây giờ 18 lần tôi về, bây giờ tôi mới biết là có cái lăng ở Kinh Dương Vương mới khám phá ra được ở Bắc Ninh. Nhà nước Việt Nam có một kế hoạch 500 tỷ để trùng tu cái khu vực đó. Và con đường đi vào trong đó rất là khó đi, bởi vì đó là đường D mà. Thì bây giờ đó, họ sẽ trùng tu và làm một con đường lớn đi vào trong đó. Và mỗi một năm chúng ta có thể, những người nào không có thể đi về Đền Hùng ở trên Phú Thọ, quý vị có thể đi vào Bắc Ninh. Những cái đó là cội nguồn của dân tộc, cái đó là của đất nước Việt Nam. Tổ của chúng ta không phải là Washington DC, tổ của chúng ta không phải là ông George W. Washington. Người Việt Nam yêu người Việt Nam. Người nước ngoài họ tới thăm dự APEC, chưa có một người nào chê Việt Nam hết. Tôi không nhớ ông nào ông nói rằng ông đây là lần thứ ba tôi tới Việt Nam. Ông nói amazing, tức là ông không thể tưởng tượng được cái sự phát triển của Việt Nam quá nhanh. Ông dùng cái chữ super fast, nhanh quá đi. Thế nó ở đâu ra? Nó ở lòng dân, nó ở ý trời, nó ở những người lãnh đạo biết cái con đường mình phải đi. Ví dụ như anh Xuyên đứng ở ngoài xa lộ nhìn vào cái khách sạn Little Sài Gòn Hotel, xê xế mẹ suối trên, không biết nơi này, không biết là khách ở đâu, khách suối trên này không bao nhiêu, ngày thường suối trên không vắng lắm. À thì ra là tại vì cái điểm cuối cùng của cái metro từ trong thành phố Hồ Chí Minh đi ra chấm dứt ngay tại đó. À thì ra bến xe Bình Triệu, tức là bến xe miền Đông được rời vào cũng tại nơi đó.